chưa báo đáp được đâu, chưa báo đáp được bà bên đâu nhá. Nhá. Thì em chưa, em biết là vậy chưa rồi. Báo đáp đâu. Thì em biết là vậy rồi. Đấy. Nhưng mà bây giờ anh bảo bà già rồi. Bao nhiêu năm nay, hơn 30 năm nay bà nuôi mày. Mà mày nếu mà tao phát hiện ra nó đối xử nhá. À. Mày đối xử với gì bà nhá. Thì trai tao nói trước đấy. Bây giờ anh giờ cứ ấy em vậy làm sao mà em bây giờ em cũng muốn rước bà ấy về lắm, bây giờ thằng anh còi giờ nó cũng không cho rước thì làm sao? Để mày rước cái bà cái này càng nặng thêm ấy. Nặng cái gì em? Mày bỏ cho bà chết đấy. Chạy chữa cho bà ấy không có được đâu mà. Chân chống lại đâu ạ? Chuyện gì không gọi chuyện mình... gì? Tôi gọi mình lên đây là mình làm sao mà mình? Em có làm sao mà mình làm sao? Lần sau mà thằng anh con Hoài nó rước bà mình lên đây. Bà bị lâu rồi. Bị lâu cứ phải mày làm chuyện gì với bà không? Em có làm cái gì đâu, em đi bà đi chơi về là bà bị như vậy, em có chơi làm cái gì? Gì đâu. Mày chơi cái gì? Chơi cái gì? Chơi cái gì? Anh đánh em vậy? Chơi cái gì? Em làm gì em biết được bà làm sao bây giờ bệnh tình bà cứ làm sao không xong tao đâu. Tự nhiên bà ấy bị như thế làm sao mà em biết được anh đánh em. Vậy cái thật mày hay không? Em cái thật sao mày em biết được? Không làm sao bà hay không? Em có làm gì đâu. Anh không làm gì. Em không làm gì bà như vậy. Thật sự với anh này bà đi chơi về là bà bị như vậy. Đấy không mà tất bà lo nghĩ này kia chứ không em có làm gì bà. Vậy đâu. Làm sao thằng anh con Hoài xuống vào đây này mới không nhỉ? Em anh bảo là bọn nó xuống em ở đấy làm sao được nhỉ? Để nó đánh cho em chết à? Anh sao vậy? Nó đã không có ý tốt với em rồi. Không em ý tốt cái đây. Gì? Mày làm gì bà Minh? Mày làm gì bà ấy? Làm sao? Hả? Em không làm gì. Bà làm sao? Nếu tao phát hiện ra mày làm gì bà ấy không xong tao đâu. Anh buồn cười thật. Bây giờ buồn cười cái gì? Bà ấy bị làm sao bà ấy tự nhiên bệnh tình của bà ấy phát lên như vậy. Em có làm gì đâu mà anh bảo em làm. Trước bà như vậy đâu. Mà thì trước bà ấy chính mà giờ bà bị làm sao thật không thật mày không làm gì bà không thì em không làm gì thật bây giờ bệnh của bà ấy tự nhiên bà ấy phát lên như thế thì ai biết được bà đi chơi về bà là bà ấy bị như luôn nếu bà không sao nhá bà lần sau nhất đừng trai tao nói trước anh mày làm gì bà ấy đừng em chả tao. Làm gì cả bây giờ bà tự nhiên bà bị như vậy thì làm sao mà em biết được bị cái gì vậy mà thằng anh nó phải xuống mày lẩn mới trốn đi đâu. Em không phải là em lẩn em trốn mà hai đứa đấy thì không có ý tốt với em rồi thì làm sao mà em mấy được. Ý tốt cái gì bây giờ nó rước lên nhà tao đấy. Thì nó rước bây giờ bây giờ bọn đấy nó cứ cưng. Mày là thật không? Mày là con như vậy à? Hả? Em không bà luôn nuôi bao nhiêu năm rồi. Nhưng hả? Mày vô tao vậy hả? Em bảo là ở nhà em chăm sóc bọn nó cứ rước cái đấy chứ. Rước cái gì? Ấy, em muốn đâu. Mày để cho bà ấy ở nhà thì mày bỏ chết bà ấy à? Thì à? Em vẫn chăm bà ấy, thì em không bỏ được bà đâu. Anh không biết gì, anh cứ nói. Mày thằng anh cứ nói xuống kịp ấy. Còn không nhá, để cho mày bà chết chết rồi. Thì em vẫn chăm bà ấy, thì chăm em cái gì? Bảo là ấy đâu. Mà từ khi bà mày ấy như vậy là bỏ bê bà ấy. Em chả tao mà phát hiện ra nhá. Em chẳng mày bỏ bê nhá. Gì cả, bây giờ bà ấy mày bệnh tình làm gì bà không trong tao đâu. Như thế thì em không biết được. Anh cứ động tí là anh đây tao gọi mày ra đây tao hỏi rõ. Thì hỏi rõ đây em nói rõ với anh là bà ấy, bệnh tình của bà ấy, ốm bây giờ có người ai chả thế có phải tự nhiên mà bị đâu em đánh đập bà ấy làm sao được bà ấy nuôi em từ bé đến giờ làm sao mà em đánh đập bà ấy được mày nghĩ vậy đấy không nghĩ đúng mày nghĩ không hay là anh... mày có mày hại bà ấy em cũng ra đâu rồi đấy chạy chữa cho bà ấy nhưng có được đâu chạy chữa cái gì chạy chữa anh biết anh cứ bảo em vậy nhưng em chạy chữa suốt thì cũng có được đâu có phải là em không chạy chữa cho bà ấy đâu. Tao mà phát hiện ra nhá, nhớ nhá. Anh này, tao phát hiện ra mày nhá. Thì anh làm gì bà ấy không xong tao đâu. Tao nói rõ thế. Bây giờ bà đứng đây với tao. Bây giờ bệnh tình của bà ấy phát lên làm sao mà em biết được mà anh cứ vậy với em nhở? Vậy cái gì? Tính mày từ xưa nay tôi biết rồi. Xưa tới nay thì em. Mày ba em nuôi nó bỏ bà đâu. Bây thằng anh nó cứ thích rước lên nó nuôi vậy thì thích để nó lên cho lên nó nuôi được bao nhiêu lâu? Nuôi lắm đấy. Mẹ cái được đứa con như mày cứ đi chết mẹ rồi. Bao nhiêu năm nay bà nuôi mà tao phát hiện ra thì không xong tao đâu. Phát hiện cái gì? Bây giờ anh bảo phát hiện gì? Em cũng chạy chữa cho bà ấy nhưng cũng có ra bệnh tình gì đâu. Chả nhẽ đưa cho bà đi chạy, đưa bà đi chạy thì không được. Mày mà tao nói trước nha. À, tao nói lại nha. Tao phát hiện ra mày làm gì bà ấy, đừng trách tao. Em có làm cái gì? Nói trước mày biết. Thì
anh cứ bảo anh cứ kiểu như kiểu đổi ấn chuyện tội cho em vậy, em có làm gì bà đâu mà bà ấy... Đổi ấn cái gì? Hôm bà lên là bình thường. Bà nhưng bình thường vài một thời gian lần bà ấy ra nông nỗi vậy. Người tỉnh táo bình thường như vậy mà làm sao ra nông nỗi vậy? Thì ai mà biết được bệnh người già anh. Bay mà thằng anh con Hoài nó xuống nước dương lên ấy. Còn không để như có khi bà cái dở nữa rồi. Mày vô tâm nó vậy. Em chả vô tâm, bây giờ là bà già thì bà bị bệnh tình của bà nặng lên chứ còn ai có ai muốn như vậy đâu. Ai muốn? Mày thì tính mày thì từ xưa nay biết rồi, chơi bài nếu thì em chơi bài quá đáng bà thôi. Cũng suy nghĩ này kia thôi chứ còn có cái gì đâu. Em mày nên mày chưa báo đáp được đâu, chưa báo đáp được bà bên đâu nhá. Vâng. Nhá. Thì em chưa, em biết là vậy chưa rồi. Báo đáp chi đâu. Thì em biết là vậy rồi. Đấy. Nhưng mà bây giờ anh bảo bà già rồi. Bao nhiêu năm nay? Hơn 30 năm nay bà nuôi mày. Mà mày nếu mà tao phát hiện ra nó đối xử nhá. Vâng. Mày đối xử với gì bà nhá. Thì trai tao nói trước đấy. Bây giờ anh cứ ấy em vậy làm sao mà em bây giờ em cũng muốn rước bà về lắm, bây giờ thằng anh còi giờ nó cũng không cho rước thì làm sao? Để mày rước cái bà cái này càng nặng thêm ấy. Nặng cái gì em? Mày bỏ cho bà chết đấy. Chạy chữa cho bà ấy không có được đâu mà. Chạy chữa cái gì? Đấy tao nói vậy, còn tao nói nha, tao nói lại nha. Bà làm sao đừng trách tao. Mà tao phát hiện ra ấy, mày làm gì bà đừng trách tao. Tính tao mày biết rồi đấy. Bây giờ anh bảo bây giờ thôi vì anh nói vậy thì em cũng ấy thì anh bảo thằng anh coi là thôi để cho bà em rước bà ấy về nhà dưới nhà. Chứ ở đây không được. Cứ để cho bà đấy ở đây một thời gian. Còn để mày ấy, có khi mày xuống hành hạ bà ấy, tao nói trước. Em chả hành hạ gì cả. Bây giờ mẹ em thì không phải là người ấy đâu mà không, tức là em anh cứ về nói anh coi vậy xem mà ấy để em rước xuống dưới chứ không để trên đấy được. Nếu mày nói đi đôi thực hiện mày không? Thì sao? Đấy là mày nói đấy. Nói thì nói em nói trước phải bà chết đói được. Nhưng đây là mẹ em thì có phải là người ngoài đâu mà anh. Đấy là nói mồm thôi. Còn mày không phải vậy đâu. Bây giờ anh mà ép em. Anh ép gì ai ép? Bây giờ bà ấy bệnh già ấy có phải là. Bệnh già gì mà tự yên mà lăn đồng kia dở thế. Cũng suy nghĩ này kia chứ có phải là ai muốn suy đâu. Suy nghĩ vì mày ấy ai? Hả? Mẹ đi nuôi em bao nhiêu năm nay không phục dưỡng được thì phục dưỡng không phục dưỡng được. Mà tao phát hiện ra mày làm gì bà, tao đừng trách tao, tao nói trước. Em chả làm gì bà cả, bây giờ bà ấy già, bà ấy yếu, bà ấy suy nghĩ vậy. Đầu óc mấy cái thực mày nói vậy không? Thì đúng như thế. Đúng như vậy không? Đúng như thế. Không? Chắc là như thế thôi. À? Có ai làm gì bà đâu mà anh cứ động tí là nhanh. Nếu mày nhá, tao phát hiện ra nhá, đừng trách tao, tao nói trước. Đấy, cái nhà đấy không ấy đâu. Bây giờ anh đấy là tao nói vậy thôi. Còn nếu mà nhá, mày làm gì bà, tao lại nói lại mày làm gì bà, đừng trách tao. Thì bây nói giờ bà lại. Lên đấy rồi còn ai làm gì được bà nữa, em chẳng lên đấy được. Còn anh về anh cứ nói với còi với bọn Hoài. Đây hôm nay đây. Thằng anh con Hoài đứng trước đây. Lên bà cái đang sợ sệt đấy. Mới đương nhiên tự nhiên mà sợ sệt vậy à? Hả? Trước có việc gì đâu. Trước không bao giờ có việc gì cả. Thôi, còn nhá, tao này lại nói lại nhá, nếu mày làm gì bà cũng đừng trách tao, nói trước vậy. Nay mới chỉ gặp tao nói vậy thôi.